Thông tin từ bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 9 ngày phẫu thuật và chăm sóc tích cực, hệ tuần hoàn và tiêu hóa của bé trai bị dao đâm xuyên sọ đã hoàn toàn ổn định. Điều thần kỳ nhất là tay chân bé đã phản xạ bình thường, điều đó chứng tỏ vết đâm không ảnh hưởng gì tới các mô não của chức năng vận động. Vết thương của bé cũng không nhiễm trùng, không loang thêm. Đặc biệt, mắt bên trái vùng bị dao đâm đã mở tốt. Điều này chứng tỏ nhãn cầu không bị tổn thương, các phản ứng tốt tương tự như mắt bên phải. Theo tiến sĩ bác sĩ Lê Bích Liên, phó giám đốc bệnh viện Nhi đồng 1, đây là trường hợp hồi phục sau phẫu thuật thần kinh sơ sinh thần kỳ và ngoạn mục.